Công an huyện Chợ Mới vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ chiến sĩ công an chính quy cấp xã và lãnh đạo địa phương ở 18 xã thị trấn. Tại đây, cán bộ chiến sĩ và lãnh đạo địa phương đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về khái niệm bản chất, nguyên nhân cháy, một số phương pháp phòng cháy chữa cháy cơ bản, quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, hướng dẫn sử dụng một số phương tiện chữa cháy ban đầu, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, một số động tác cơ bản trong chữa cháy, công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu cơ quan tổ chức, người đứng đầu cơ sở, đồng thời phổ biến quán triệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an tỉnh. Qua đây nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công an các xã thị trấn trong việc tổ chức thực hiện tốt, từ đó kịp thời xử lý các sự cố cháy nổ, góp phần đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương.